chúng ta đã tập trung vào nguồn lực, vào việc xây dựng những cái cơ sở hạ tầng rất là lớn. Thì có thể nói là có những cái công trình liên vùng, những cái con đường liên vùng, ví dụ như con đường nối giữa tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc với mức đầu tư lên đến gần 4.000 tỷ đồng và cái vốn của Trung ương khoảng 1.700, còn lại là vốn của địa phương, thì cho thấy một cái sự chúng ta cũng rất là nỗ lực, gọi là thắt lưng buộc bụng, chúng ta thu được ngân sách thì chúng ta đầu tư vào những cái con đường trọng điểm. Con đường này với khoảng trên 40 km và đi qua thành phố Phổ Yên khoảng 36 km và đi qua huyện Đại Từ khoảng 6 km với khoảng trên 1.000 hộ dân phải di chuyển và phải thực hiện tái định cư, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng. Dự kiến là con đường này của chúng ta sẽ vượt kế hoạch so với cả mục tiêu đề ra. Chúng ta dự kiến là sẽ hoàn thành, khánh thành vào tháng 12 năm 2024. Nhưng mà với tốc độ như hiện nay chúng ta đang thực hiện thì có khả năng sẽ về đích trước được từ 3 đến 6 tháng. Và có con đường đến đâu là giàu đến đó. Con đường này nó sẽ mở ra nhiều cơ hội tương tự như quốc lộ 3 mới. Vì vậy chúng tôi cũng rất mong muốn với một cái con đường khoảng 42 km chạy qua các tỉnh rất phát triển Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Thế thì có thể nói rằng là với những cái dự án có ý nghĩa quan trọng, trọng điểm về kết nối giao thông để liên kết vùng, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo sự đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thì trong cái năm 2023 thì chúng ta cũng đã tập trung nguồn lực và sự quyết tâm nỗ lực, quyết tâm chính trị và sự nỗ lực của đồng bào và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng đã rất là tự giác để thực hiện những cái chủ trương về giải phóng mặt bằng của tỉnh cũng như là của Phổ Yên và Đại Từ đã thực hiện trong thời gian vừa qua.